Niềm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Người bạn ở khóa 77 của tôi thì đều có chung những cái cảm xúc ấy, hạnh phúc và biết ơn. Chúng tôi đều có những phút giật mình khi mà nhận ra rằng là mình đã đi xa đến thế khỏi những cái năm tháng ấy, và chắc chắn là khao khát được trở về thì càng thêm thôi thúc mãnh liệt. Không phải ở tại Hà Nội như lần trước nữa, mà lần này sẽ tổ chức tại trường mình, nơi đã có rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm ở trường này, ở khu nội trú này, và cũng có những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở bờ sông nữa. Những buổi trưa các bạn ở lại cũng như nhận rất là vất vả bên chỗ cô Dương để cùng nhận là nấu ăn bữa trưa, và các bạn ngồi với nhau nhận nấu ăn quây quần trong một gia đình nhỏ. Và những khi mà nhận là trời mưa dầm gió bấc, mà khi cô Dương hết củi ấy, thì tụi mình lại không có cơm ăn và lại phải ra chợ Vú mua những cái bánh đúc về để nhận là ăn cho qua bữa. Tôi nhớ như in những buổi đua thuyền, những khi dìm thuyền xuống bắt tôm, rồi người thì mang mỡ, người mang bột, người mang củi tới làm bánh nướng tôm. Ăn uống no nê, chúng tôi lại tập trung chơi ba cây cho đến khi cả lớp bị kỷ luật. Thế mà tới cuối năm lớp 9, lớp tôi lại là một trong những khóa xuất sắc và linh về ba giải những quốc gia, nên cả lớp được xóa án kỷ luật. Quãng 10 năm ở Năng Khiếu Lê Thụy là những cái thời gian đẹp nhất của cái cuộc đời dạy học của tôi. Những kỷ niệm về học sinh của Năng Khiếu Thái Thụy một thời vẫn cứ in đậm mãi trong trí nhớ của tôi. Ấn tượng mà mãi mãi, không bao giờ phai mờ. Và cũng phải cảm ơn các em, cũng luôn luôn nghĩ về nhà trường mặc dù không còn nữa. Tôi có tình cảm với trường Năng Khiếu Thái Thụy rất là đặc biệt. Đây là một mối liên hệ cũng không thể giải thích được đối với lại thầy cô như là bố mẹ. Ngôi trường như là mái nhà của tôi, anh em bạn bè như là anh chị ruột thịt của mình. Hiện nay số lượng truy cập trên trang thông tin điện tử riêng của khóa 76 đang đạt ở mức kỷ lục. Các bạn đang ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau chia sẻ những tình cảm nhớ nhung, cùng một tâm trạng mong mỏi háo hức với ngày được gặp ngộ. Trong đó có những người bạn 30 năm nay đến bây giờ mới hẹn nhau gặp lại, và có những đôi bạn giấu kín kỷ niệm riêng của mình suốt 30 năm nay bây giờ mới dần được hé lộ. Tôi hy vọng vào cái màn mà ban tổ chức có hứa hẹn là màn tỏ tình. Nếu không có bạn trai nào tỏ tình với tôi thì tôi cũng sẽ lấy hết can đảm của tuổi 40 để nói với ít nhất 5 bạn trai cùng khóa là tôi đã từng rất thích các bạn ấy.
các bạn đã sẵn sàng chưa? Còn tôi đã sẵn sàng cả tháng nay rồi.